tôi thì tôi lên chiến đấu với con quỷ này. Đừng Gian ơi, đừng mạo hiểm, cái con quỷ nó nguy hiểm lắm. Lên đó, lên là ấy ngay đây. Để tôi lui ra. Ôi Gian ơi, đừng dại dột thế Gian ơi. À, tên quỷ tăng kia, xem sức mạnh xích thần của ta đây. Bất tỉnh rồi, ngồi dậy nào. Ôi, đã bảo là đừng có máu chiến với nó cơ, chỉ là cái tình tướng thôi. Để tôi gọi cho Tân Paris xem nào. Trong Linh Lệ đúng lúc thời điểm mà đang chung báo động, Linh Lệ gọi cho mình này. Alo Linh Lệ à? Tân Paris à, ui dồi ôi, bọn tôi vừa gặp một cái con quỷ gì kinh khủng lắm, đầu của nó có hình cái xe tăng ấy. Ừ, ui dồi, nó vừa tấn công San xong, San bây giờ bị thương nặng rồi. Ôi, tôi đã cảnh báo các ông rồi, đừng có mà hiếu chiến, về ngay trụ sở đi, để tôi gọi cho cà rốt nào. Được rồi nhá. Ôi. Đánh nhau tiếp nào. Trời ơi, tiếp cái gì mà tiếp, bị thương như này rồi tiếp cái gì. Đi về tôi băng bó cho, tôi vừa gọi cho Tân Paris rồi, đi về. Alo cà rốt à? Alo Tân Paris à? Đang ở đâu? Về ngay lập tức trụ sở nhá. Ờ, em đi rồi, em về luôn. Rồi mà không có nghe tôi, cái thói máu chiến không bao giờ thay đổi được. Lại bảo con quỷ đầu tăng ấy nó mạnh lắm, không thể đơn phương độc mã mà chiến với nó được đâu, tình tướng vừa thôi. Thế bây giờ mình đi đâu đây Linh Lê? Bây giờ chúng ta đang đi đến vị trí của Tân Paris và cà rốt để hội tụ với nhau để tìm cách để tiêu diệt con quỷ đầu tăng, hiểu chưa? Tôi biết rồi, đi thôi. Ôi, Linh Lê, rồi. Ra là sao này? Ôi, tinh tướng đánh nhau với cái con quỷ đầu xe tăng ấy, thế là bị nó chưởng cho. Lúc nãy còn thều thào được mấy câu nhá, bây giờ hình như bị khản cả tiếng rồi, không nói nữa, kêu nhiều quá mà. Tinh tướng ai có nhìn thấy cái cà rốt đâu không? Cà rốt kia. Tôi đến rồi. Đâu rồi, đâu vào đây. Cà rốt ra đây xem nào. Rồi, ôi cái tình hình đây bây giờ nhá, Linh Lê với San nghe rõ này. Thì cái con quỷ nó tấn công công ấy thì là nó như thế nào? Cái thân hình của nó là con quỷ đầu loa. Nó nha, nó có cái đầu hình xe tăng. Theo như mô tả của mọi người thì chính xác bây giờ là có con quỷ tôi đang nghiên cứu rồi. Nó có tên là quỷ đầu xe tăng. Bây giờ mình sẽ phân tích cho các bạn hiểu nhá, vì sao là quỷ đầu xe tăng nhá. Con quỷ đầu xe tăng ấy, nó là biến thể của con quỷ đầu loa đây này. Thân hình của nó rất giống con quỷ đầu loa, nhưng mà thân hình nó vân vân những cái xe tăng này này. Và nguy hiểm nhất là cái đầu của nó nhá. Đầu của nó chính là một cái cỗ máy xe tăng. Và cái đây là cỗ máy xe tăng gọi là liên hồi, không bao giờ hết đạn được. Và gì, tức là cái thân hình con quỷ này nó có thể biến đổi nhá, có thể linh hoạt như kiểu Transformer ấy, có thể lúc bay lúc nhảy được đó. Một điều đáng buồn là như này này, không có một cách nào khác để chống lại con quỷ đầu xe tăng này được ngoài tìm ra quỷ xe tăng chúa. Đây có rất nhiều giai thoại về hình thù của cái kiểu là quỷ xe tăng chúa ấy, nhưng mà đây là một trong những mô phỏng của quỷ xe tăng chúa này đấy. Nó rất là nhiều màu sắc nổi bật, nó lắp ghép của rất nhiều những linh kiện phức tạp, và bắt buộc phải tìm ra con quỷ đầu xe tăng chúa này thì mới chiến đấu lại được cái con quỷ xe tăng này, không nó nguy hiểm cực kỳ. Tân Paris, vậy thì sẵn hiểu rồi nhá. Con quỷ đầu tăng này nhá, khi nào đó nó bắn hết đạn nhá thì nó không còn đạn nữa. Đó là lúc San sẽ tấn công nó, San sẽ văng xây xích về đầu nó. Cậu San này, cậu làm gì đây? Cậu quấn vào cổ tôi rồi. Cứu tôi, tả ra, nhanh lên. Cười này. Thế ông Linh Lê đâu? Em nói với anh San rồi, là gì, con này nó không bao giờ nó hết đạn được đâu. Hiểu chưa, nên là không thể dùng cái cách tấn công đấy được. Ủa, cái xích xa. Xin lỗi bạn. Thế có ý tưởng gì để chống lại con quỷ đầu tăng này không? Theo tôi biết thì ông Nhông phân tích đúng không? Thì cái đầu nó là xe tăng và nó là tổ hợp của rất nhiều linh kiện. Đúng rồi. Thì chúng ta phải nghiên cứu thật kỹ từng loại linh kiện một, sau đó chúng ta sẽ nghiên cứu ra một cái thiết bị gì đó để chống lại cái con quỷ tăng, bởi vì là sức mạnh của nó chủ yếu là phần đầu thôi, cái phần tổ hợp xe tăng đấy. Đúng không? Đúng rồi. Nếu mà như vậy nhá, thì tôi sẽ cử ông đột nhập vào cái hang ổ của nó, phá hủy các linh kiện đấy ra. Đơn giản luôn à. Tôi sẽ đột nhập vào hang ổ của nó để phá hủy. Nhưng mà Tân Paris ơi, đâu quỷ tăng. Ôi
San San, cậu nghe tôi hỏi này, cậu làm cái trò gì mà cậu bắt tôi phải giữ cái sợi xích này? Cậu giữ im đấy Linh Lê, tôi phải luyện sợi xích này thêm cứng để đánh con quỷ đầu tăng. Cà Rốt ơi, xem Linh Lê với San đâu? Đâu? Ôi giật, đi ra. Ôi, Linh Lê với San đang làm gì đây? Đang luyện đây, ông San ông bảo là tôi phải giữ cái sợi xích để ông ấy luyện để tăng cái sợi xích này cho nó cứng hơn. Ok, thế thì quá là tuyệt vời rồi. Bọn tôi cũng chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ vũ khí để chiến đấu được con quỷ đầu tăng rồi. Anh em mình thì cũng đi chiến đấu với nó đấy. Thế bây giờ kế hoạch là như thế nào Tân Paris? San thích chiến nhau lắm rồi. Kế hoạch là như này nhá. Con quỷ đầu tăng ấy, tôi đã quan sát rồi. Bây giờ nó đã đẻ ra hàng nghìn, hàng vạn con cái xe tăng ấy, hiểu chưa? Xe tăng con ấy. Ủa ôi, kinh thế cả. Bây giờ như này, anh em mình phải chia đôi ra nhá. Linh Lê với lại San sẽ phải dụ những cái xe tăng ấy ra đánh lạc hướng nó. Còn tôi ở lại cầm cự đấu với ông con quỷ đầu tăng, nhớ chưa? Ông và Cà Rốt ở lại hả? Tôi với Cà Rốt ở lại. Rốt đâu? Đi theo anh ấy lên. Cậu lấy đâu ra cái búa đấy? À, cái búa này ấy là chế được của bố Thor, mượn được của bố Thor. Tôi với Cà Rốt mỗi đứa mượn được một cái, cậu hiểu không? Ok, nhanh lên Linh Lê, ra đánh mấy con quỷ tăng nào. Cậu nhìn thấy chưa, quỷ tăng bắt đầu nó nhả xe tăng ra kìa kìa. Ôi Linh Lê, tình hình là nhiều xe tăng quá, tôi sợ lắm. Sợ cái gì? Có cái gì mà sợ bọn này nhá, muối. Thế cậu có cái gì mà cậu đòi đánh nó? Cậu không nhìn thấy quả búa của Thor này à? Tôi đập một phát là nó đứt luôn, đấy chứ. Đấy, cậu đập thử thế nào? Cậu khinh thường thế à? Cậu xem tôi đập thế này. Ê! Anh em ơi, mình với Cà Rốt đang đến hang ổ của con quỷ đầu tăng ấy. Bây giờ nhà mình sẽ tìm tất cả những cái manh mối nhá. Có manh mối gì thì phải báo cho anh ngay nhá. Đấy chưa? Ok. Với tất cả những khu này lên xem mà. Như vậy là cái khu hang hang ổ của con quỷ đầu tăng đâu. Cái manh mối mà đấu lại được nó. Cà Rốt, em tìm được cái gì đấy? Ôi, một chiếc xe tăng mô hình à? Đó, cái gì đây? À, tăng chúa à? Có lẽ nào nhở? Đây chính là chiếc tăng chúa lại điều khiển được cái con quỷ đầu tăng này nhở? Thôi không biết như nào nhá. Anh em mình mang về nhá. Mang về đi. Linh Lê, chính là tên xe tăng kìa. San ở đây nhá, để tôi lên tôi chiến đấu với nó trước. Bọn xe tăng kia tao sợ mày đâu, tao đập từng con một. Sức mạnh của bố to à, đập phá hết mọi thứ. San ơi, không ăn thua rồi. Tôi cứ đập một con thì nó lại xuất hiện thêm một con nữa. Nó nhiều lắm, không thắng được đâu. Linh Lê, để tôi. Ai nhà bọn đi, thật kiên liêu. Sapa đã giành chiến thắng rồi Linh Lê ơi. Ôi, mình mới chỉ thắng được cái bọn xe tăng này thôi, quỷ xe tăng thôi. Quỷ xe tăng nó còn ở trong kia kìa. Bây giờ phải tìm Tân Paris đã để tìm cách tiêu diệt con quỷ xe tăng, cậu hiểu chưa? À đúng rồi, được rồi, đi nào Linh Lê. Đi lên Cà Rốt. Ôi, quỷ đâu tăng kìa. Cà Rốt, em đã sẵn sàng chiến đấu với tên quỷ đầu tăng này chưa? Rồi. Lên đi Cà Rốt, chiến đấu. Quỷ xe tăng, nhưng nó có ta đây. We'll be right back.
Đây chính là tên quỷ đầu quạt, quỷ đầu cối xây gió á. Chính là đệ tử của tên quỷ đầu tăng này đấy. Gió to quá cả giọt ơi, đứng vững vào cho anh bám nhờ nhá. Lạnh thế. Này xin lỗi, lạnh à. Càng giúp đứng yên ở đây, để anh lên bắn con quỷ đầu quạt này nhá. Ê, quỷ đầu quạt, đầu hàng đi. Vào đây Tân Paris ơi, Cà Rốt ơi, San ơi. Anh em đâu? Chuẩn bị vũ khí sẵn sàng chưa? Sẵn sàng hết rồi. Bây giờ nhá, tất cả đã chuẩn bị vũ khí sẵn sàng rồi. Từng người một lên chiến đấu với con quỷ tăng nữa chưa? San lên chiến đi. San đầu lên đi. Cái tên quỷ đầu tăng kia nhá, bây giờ sức của ta đã luyện lên một tầm cao mới rồi nhá. Ta sẽ cho ngươi biết tay. Tân Paris ơi, San bị thương rồi, San bị thương rồi. Bây giờ ai chiến đấu tiếp theo? Tôi. Linh Lê, chiến đấu đi. Để tôi lên chiến đấu với nó luôn. Thế nhưng mà vũ khí đâu? Tôi có cái nón. Ôi trời, tôi không đuổi đâu. Quên mất. Thế thì Cà Rốt lên chiến đấu đi. Nha, cố lên. Đúng ra, em bị thương rồi. Để anh chiến đấu với nó. Ta sẽ liều mạng với ngươi. Sao lại rơi này? Sao tên quỷ tăng cũng ngã ra cái kia? Lẽ nào đó là quỷ tăng chúa? Quỷ tăng chúa? Đúng rồi. Mình đã nghi ngờ đây chính là xe quỷ tăng chúa rồi, nhưng mà mình không khẳng định được. Vừa xong thì đúng là mình khẳng định được rồi. Khi cái chiếc quỷ tăng chúa này rơi xuống ngã ra thì tên quỷ đầu tăng kia cũng ngã ra. Ha ha ha. Thế có nghĩa là gì? Tức là chiếc quỷ tăng chúa này có thể điều khiển được cái con quỷ đầu tăng kia. Đúng rồi Tân Phân ơi, đó chính là quỷ tăng chúa điều khiển được con quỷ tăng đây. Tên quỷ tăng kia, ngươi nghe đây. Quỷ tăng chúa ra lệnh cho ngươi đi khỏi khu vực này. Đi khỏi khu vực này ngay lập tức. Các bạn ơi, vậy là mình đã sở hữu quỷ tăng chúa rồi. Bây giờ quỷ tăng sẽ không dám đến cái khu vực mình đang sinh sống nữa.